Tại nhà vùng Bonsan Kim Sơn, thân chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình an lành và hạnh phúc luôn. Thì hôm nay nhà vườn sẽ giới thiệu với nhà mình một cái mẫu cây thì mình gọi là cây bonsai handmade nha. Có cái chữ e hay là e vậy, nó rất là giống với lại cái chữ là không khí và cái chữ nghệ thuật. Thì chữ không khí nó là có chữ A, chữ I, chữ R. Còn cái chữ E trong nghệ thuật thì mình là chữ A, chữ R, chữ T. Ở thì hai cái thì nó đập nó ná nhau, nhưng mà mình gọi là bonsai thủ công nha cả nhà. Đó. Thì tiếng Anh gọi là bonsai air handmade. Đó. Còn tiếng Việt mình thì gọi là cây cảnh thủ công. Đó, cây cảnh nghệ thuật thủ công. Đó là mình làm thủ công ra. Đó thì chất liệu thì nó cũng đơn giản thôi, chủ yếu là xi măng và sắt thép thôi. Đó thì qua những cái nhu cầu về nhớ anh em vẫn thích chơi bonsai nhưng mà không có thời gian chăm nè. Đó rồi không có nắng nhiều nè. Bây giờ thì mình ở chung cư rồi nhiều á, hoặc là những cái không gian ấy rồi mình không có thời gian chăm, thì mình có thể mình dùng những cái cây thủ công như thế này. Đó. Và những cái quán cà phê rồi, ví dụ mình ở trong mát, không có, tại vì cây mà mình để mấy cây bonsai mình để trong mát là nó sẽ không có phát triển, tại vì nó không có nắng. Thì mình có thể trang trí nội thất, và nhà vườn cũng cung cấp để mình trang trí ngoại thất luôn nha. Đó, ngoại thất là những cái cây ở bên ngoài luôn. Đó, cứ thoải mái. Giống như mình muốn thích bonsai, mình muốn thích trang trí nhưng mình ít có thời gian chăm sóc thì mình sẽ đến với dòng bonsai này nha. Thì nhà vườn đã nghiên cứu và phát triển từ 2 năm nay rồi. Năm nay là năm thứ 3. Thì năm nay thì nhà vườn sẽ phát triển lại cái dòng này để mà cung cấp cho toàn quốc nha cả nhà. Thì đây là một cái cây mẫu thôi, cái này là cây mẫu thôi nha. Còn mình sẽ làm ra nhiều cái hơn, nhưng mà cái từ cái lần trước thì mình cải tiến cho lần này nó ổn định và nó phát triển lâu dài hơn. Thì cái mô hình này của mình thì cũng tạo điều kiện cho công an việc làm ở địa phương, hoặc là những anh em ở địa phương khác muốn học hỏi thì mình cũng có thể chia sẻ để mình kiếm thêm cái đồng thu nhập. Thì đợt này mình phát triển cái dòng này thì nó cái nếu mà kinh phí để mà khởi nghiệp thì nó không tới 500k. Mình tại vì những cái kinh phí mà để làm những cái tác phẩm như thế này, cái này là nó đơn giản nha, đại khái nhó là một cái hình mẫu thôi. Mình muốn làm cái gì đó đều làm được hết, nhưng mà vấn đề là nó không có giống 100% cây thật thôi, thì làm sao mà giống 100% cây thật được. Nên là mình đặt cái cây này là khởi nghiệp với 500k, tại vì với cái những cái nguyên vật liệu nó rất là đơn giản, xi măng và sắt thép rồi thôi. Chứ không có gì. Từ cái nhỏ cho tới cái lớn đều mình ấy hết nha. Từ cái chậu đó, từ cái chậu này, cái chậu mình cũng tự làm. Rồi cái phần này là mình làm rêu nè, đó mình giả rêu nè. Đó, từ cái chậu mình cũng làm nè, giả rêu, thân cây và lá mình cũng tự làm hết luôn. Nói chung là mình không có mua cái gì nhiều. Còn ví dụ như cái đợt trước thì mình dùng cái lá này thì mình mua lá này cũng khá là cao. Đó. Nhưng mà đợt này thì mình không có dùng lá này nữa. Nhưng mà cái lá này là chỉ dành cho những khách hàng yêu cầu thôi, hoặc là cái này chỉ dùng cho trang trí nội thất thôi, chứ còn ngoại thất là không có dùng được. Còn cái này là mình dùng cho ngoại thất luôn. Mình để ngoài nắng là bình thường. Ví dụ những cái khu du lịch mình thích trang trí, mình thích để những cái cây trang trí cho người ta check in đồ ok, hoặc là quán cà phê. Nói chung là mình muốn cái hình mẫu nào nhà vườn đều làm được hết, nhưng mà xác suất ở tầm 80% đối với cái hình mẫu của mình đưa ra. Nó tầm như vậy đó. Chứ mà mình kêu cái hình đó rồi xong rồi ấy ra, tại vì cái hình đó thường là những cái hình cây thật đó, mà mình cái cây này mà mình kêu làm 100% cái đó thì không được, có tầm 80% là bên nhà vườn có thể làm được. Nên là nói chung là sau 3 năm nghiên cứu,
hơn 2 năm. Nếu mà xét suốt luôn là 3 năm. 3 năm là mình nghiên cứu về cái dòng cây này. Tại vì mình không muốn phụ thuộc vào cây thiên nhiên nữa. Đó. Nên là mình phát triển ra cái dòng này. Và chi phí nó rất là giảm. Chi phí nó giảm rất là nhiều. Đó. Và mình có thể khởi nghiệp. Đó. Mình có thể khởi nghiệp tại nhà, ngồi trong mát thôi. Đó là mình có thể mình kiếm tiền tại nhà trong mát. Đó. Và tất cả các kỹ thuật mình có thể mình bàn giao miễn phí luôn. Đại khái như mình phát triển cái dòng này là mình mang tính là giúp đỡ cộng đồng khởi nghiệp, chứ mình không phải là mình mang cái tính cá nhân là mình trục lợi về cái vấn đề này đó. Nên là ví dụ quý anh chị em nào có cái hình mẫu nào muốn làm, có thể inbox cho Sơn làm giúp em cái hình mẫu này, kích cỡ bao nhiêu thì bên nhà vườn nếu mà ok thì mình sẽ làm nha. Đó, nói chung là mình làm đủ mọi kích cỡ luôn, kể cả cây đại rồi cũng ok luôn, 4-5 mét rồi mình chơi đó. Tại vì kỹ thuật là mình đã nắm hết rồi đó, chỉ việc là mình muốn kích thước như thế nào thì mình sẽ đáp ứng và làm ra thôi đó. Bền đó, chất liệu thì khá là bền đó, và nó giảm chi phí rất là nhiều, nhưng mà tính nghệ thuật nó vẫn khá là cao đó. Thì mình có thể xem chi tiết nha. Đó, đây nè. Đó. Rồi, nhà vườn rất cảm ơn cả nhà mình đã dành những thời gian quý báu để xem tin ủng hộ nhà vườn luôn nha. Và nếu mà có ai ý tưởng khởi nghiệp từ cái món này, mình có thể giúp đỡ nha, mình có thể chia sẻ miễn phí luôn, không có tốn đồng nào hết đó. Nên là nói chung là mình làm giỡn mà ăn thiệt bình thường. Nên là cái chi phí nó rất là rẻ luôn. Thì còn nếu mà ai mà không có thời gian làm hay muốn đặt hàng thì mình cứ inbox cho nhà vườn nha, với số điện thoại Zalo là 0889244699 nha. Đó, mình coi trên mạng á, mình muốn cái cây mẫu nào mình đao cái hình đó về rồi gửi cho nhà vườn sẽ làm ra cỡ tầm 80% đó. Chỉ trừ nói chung là cây mà cây thiên nhiên đồ á, cây form thiên nhiên đồ á thì nó dễ, còn cái cây mà nó ngoằn ngoèo, nó quái, nó ngoằn ngoèo đồ á thì nó hơi công phu một tí xíu. Đó, còn cái mình làm cái kiểu form thiên nhiên rồi thì nó quá đơn giản rồi. Đó, thì mình nhà vườn có thể đáp ứng nha. Đó, đáp ứng theo mẫu, hoặc là mình làm cụm rừng nữa ở nhà vườn làm được hết. Đó, nên là rất mong sự ủng hộ của cả nhà nha. Rồi, nhà vườn thân chào và hẹn gặp lại.